chào anh em, trở lại kênh máy công cụ Đức Tùng. Em xin review cái con máy nổ Yamaha 3T74 nha anh em. Đây 3T74 21 ngựa, tua nó 2008 nha anh em, tốc độ tối đa là 3050. Con này là mã số 115 nha anh em. Con này còn rất là đẹp nha anh em. Bánh đà rồi rất là đẹp nha anh em, bóng hới nha, màu đồng hết. Con này có công tắc điện nha anh em. Thì anh em đấu đỏ này vào cộng ha, đen thì vào cọc âm trong lốc ha, cọc âm. Khi nào anh em chập cái này vô trong này nó nhảy một cái cạch thì nó giữ lại là mình mới chạy được nha anh em, mới đề được nha. Đó. Rồi có nghĩa là mình phải ngâm điện nha anh em. Khi nào anh em giật cái mối đỏ này ra chập vô một cái thôi, anh em đừng để lâu nha, để lâu là nó cháy nha. Rồi khi nào anh em tắt thì mở mối ra là nó tắt ngay. Rồi em quay sơ lược rồi em test nổ cho anh em xem ha. Sử dụng cái con máy nổ Yamaha 3T74 này 21 nữa này, mã số là 115, thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0938312207 anh em. Đó, anh em mở mối điện nó ra là tắt ngay. Rồi, em cảm ơn anh em rất nhiều ạ.